nhằm đem lại ngày Tết Trung Thu đủ đầy ấm áp cho trẻ em tại nông thôn vào ngày 15-16 tháng 9 nhằm ngày 13-14 tháng 8 năm Giáp Thịnh. Đại Đức Thích Phước Thuận, Ủy viên Ban trị sự tỉnh Hậu Giang, trụ trì Chùa Ngọc Thiên, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, cùng Quý Mạnh Thường Quân đã phối hợp với giáo viên các điểm trường tổ chức chương trình Trung Thu và tặng quà cho các em học sinh tại xã Đông Thạnh và xã Đông Phước A theo đó vào sáng ngày 15 tháng 9 đại đức thích phước thuận cùng nhóm thiện nguyện thành phố hồ chí minh và nhóm giác tâm tuệ chị trương hoàng thiên lan thành phố cần thơ đã đến trường tiểu học đông thạnh một xã đông thạnh và tổ chức chương trình ánh trăng khát vọng tặng 400 phần quà cho các em học sinh chiều ngày 16 tháng 9 đại đức thích phước thuận cùng đạo tràng ánh Như lai thành phố hồ chí minh và nhóm thiện nguyện giác tâm tuệ chị Trương Hoàng Thiên Lang thành phố Cần Thơ đến trường mẫu giáo Hướng Dương xã Đông Thạnh tặng 100 phần quà cho các em học sinh. Tiếp đó đoàn đến trường tiểu học Ngô Hữu Hành 6 xã Đông Phước A tặng 200 phần quà cho các em học sinh nơi đây, đây. Tại các điểm trao quà, đại đức Thích Phước Thuận gửi lời tri ân đến quý mạnh thường quân, nhà tài trợ và lời chúc đến giáo viên nhà trường có nhiều sức khỏe tràn đầy nhiệt huyết với sự nghiệp trồng người cao cả. Đồng thời đại đức có lời động viên đến các em học sinh, mong rằng các em luôn chăm ngoan hiếu thảo với ông bà cha mẹ, siêng năng học tập để thành người hữu ích cho xã hội, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Trong không khí trung thu rộng ràng, các em đã cùng nhau vui chơi, thưởng thức các tiết mục văn nghệ, giao lưu cùng chị Hằng chú Cuội và vui mừng đón nhận các phần quà, qua đó nuôi dưỡng những cảm xúc hồn nhiên trong sáng của tuổi thơ. 700 phần quà đã được trao tay đến các em, mỗi phần quà gồm lồng đèn, bánh kẹo với tổng kinh phí gần 60 triệu đồng. Những món quà đã góp phần làm cho tuổi thơ của các em học sinh nơi đây trở nên ý nghĩa hơn, cũng là một minh chứng rõ nét cho tinh thần tương thân tương ái và sự đoàn kết trong cộng đồng.